muốn cho đồ chơi hồng hạt của tớ ăn. Đây là kẹo Việt Quốc yêu thích của cậu ấy. Mình sẽ cho thêm một chút hạt cát nữa. Nhìn cậu ấy nhảy kìa. Xem kìa, cậu ấy đang thải ra kẹo rồi. Phần với hạt cát. Mùi của nó thiệt là hôi. Cảnh sát tốt và cảnh sát xấu đang thưởng thức nước Việt Quốc tươi. Việt Quốc hả? Cô bé đang định làm gì đây? Để mình lấy nước ép Việt Quốc này và thay bằng cái giả. Ôi không, cảnh sát xấu đang uống trực tiếp từ bồn cầu của con hồng hạt kìa. Tôi cảm thấy nước uống của mình có mùi vị đặc biệt. Hả? Đây không phải là nước của tôi. Eo ơi. Không. Tại sao cậu lại cười vậy? Cậu làm điều này hả? Cậu sẽ vào tù. Xin đừng bắt con gái của tôi. Vậy thì cả hai sẽ phải vào tù. Thả con ra. Đi nào. Đừng khắc khe như vậy chứ. Tớ sợ quá đi. Hả? Tắt đèn. Đi ngủ đi. Mình ghét bóng tối. Mình không biết làm sao để ngủ nữa. Âm thanh gì đó? Cô bé không biết là không được giơ chân ra khỏi giường. Nếu không quái vật sẽ đến nữa. Nó đây rồi. Ôi không, nó đang tới bắt cô bé đó. Hả? Giúp con với, có quái vật ở đây. Wow, âm thanh gì vậy? Có chuyện gì với cháu vậy? Có quái vật ở dưới giường của con. Quái vật ư? Quái vật đâu có thật đâu chứ. Được rồi, chờ một chút. Chú đã đem cho cháu một người bạn đây. Lại đi nào. Nè, có chuyện gì vậy bé gái? Tù nhân này trông giống như một tên du côn vậy. Chú sẽ kể cho cháu nghe một số câu chuyện ma quái nha. Oh yeah. Hãy để chú kể cho cháu nghe một câu chuyện về một con quái vật khổng lồ. Chú đang làm cháu sợ. Quái vật đã trở lại rồi và nó đem theo một người bạn nữa. Hả? Quái vật! Bỏ ra! Tôi đang rất sợ. Con cũng vậy. Có vẻ như chú tù nhân này cũng không mạnh mẽ cho lắm ha. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại đang la hét? Có quái vật ở dưới giường. Làm thế nào chúng ta có thể loại bỏ quái vật được đây? Cô biết rồi. Cô sẽ lấy cái lọ này, cảm ơn nha. Trước tiên cô sẽ đổ bột nở vào trong lọ. Sau đó cô sẽ thêm dầu thực vật và đổ nó gần đến miệng. Tiếp theo rót một ít giấm vào một cái tô khác. Và thêm màu thực phẩm màu xanh lá. Trộn, trộn, trộn. Bây giờ đổ nó vào trong lọ. Nó trông cứ giống như dung nham phải không? Còn tốt hơn là đặt cái lọ lên trên một cái đèn và nó sẽ trở thành đèn dung nham. Wow, đó là một cái đèn dung nham. Nhìn những màu sắc này kìa. Con yêu nó. Nó có hiệu quả rồi. Shh, cô bé đã ngủ thiếp đi rồi. Cậu còn đang làm gì ở đây vậy? Quay lại buồng giam của mình đi. Phải đi thôi, tớ cần đi toilet. Tập trung. Ra rồi đây. Ôi không, đồ xả bị hỏng rồi. Báo động đỏ, bồn cầu bị tắt rồi. Chúng ta không thể để phân tràn ra phòng được. Chuyện gì vậy? Wow, cháu đã làm gì vậy? Chúng ta không thể đóng nắp lại được sao? Chúng ta phải dán chặt nó lại. Không được, vô dụng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tự cô xem đi nè. Ôi trời ơi, mau chạy ra khỏi đây đi. Cô sẽ xử lý việc này. Phải làm sao đây? Hãy kiểm tra bồn nước đi nào. Như dự đoán, nó vừa bẩn vừa đầy rác nữa. May mắn là cô có một viên bom toilet. Chỉ cần thả nó vào và xem bồn nước được làm sạch nè. Đừng có quên xả nước đó nha. Tạm biệt nha, cục phân to sặc sỡ. Không ai muốn có cậu ở đây đâu. Tôi nghĩ cục phân không thể lọt vừa ống thoát nước được đâu. Có vẻ cô phải dùng tay không thôi. Kinh quá đi. Bây giờ với chút bọt làm sạch. Xịt đều vào giữa. Sau đó thả vài viên bí ẩn vào. Viên bí ẩn hả? Tiếp theo là gì vậy? Thì chúng ta phải cho vào chút xà phòng. Sao cháu không thử xem? Vui quá đi. Đường, gia vị và tất cả những thứ ngọt ngào. Nhiều bong bóng quá. Chúc mừng.
Được rồi, đến lúc trộn hết lại rồi đây. Xem kìa, viên bí ẩn đã nở rồi đó. Hãy xả sạch và xem chúng là gì nào. Gấu bông bóp được. Con sẽ chăm sóc cho chúng. Mình thích kẹo mút. Hả? Ở đây có con chuột. Ừ, cây kẹo mút rơi xuống bãi phân rồi. Yeah. À! Có chuyện gì vậy? Cây kẹo mút của con có phân ở trên. Kinh quá. Thử một cây kẹo mút lông lá thì sao? Giơ tay lên. Đừng bắn. Bỏ cây kẹo mút đó ra xa khỏi đứa bé. Bỏ rồi. Ôi không, cô ấy thật sự muốn bắn chú cảnh sát xấu ư? Làm ơn đừng bắn, tớ còn có con nhỏ. Đây chỉ là một khẩu súng kẹo mút thôi mà. Lừa được cậu rồi nha. Hả? Tôi đi đây. Chúng ta đã lừa được anh ta rồi. Cháu có thích khẩu súng kẹo mút mới của mình không? Có chứ, thật là vui quá. Ôi không, cháu vừa đánh rơi nó. Nhưng xem nè, khẩu súng đã bảo vệ kẹo mút của cháu. Băng, băng, băng. Ồ, cháu cũng đã bắn trúng cả cô nữa. Chẳng trách tại sao kiếm chìa khóa lại khó tới như vậy. Wow, tớ muốn những cái này. Được rồi, đến giờ ăn trưa rồi đó. Cháu phủ côn trùng. Nhưng cháu không muốn ăn thứ đó. Nè. Cẩn thận, ngón tay của cô bé đã bị kẹp rồi. À! Ôi thôi rồi, để chú xem. Ôi không, trông có vẻ nặng đó. Chúng ta sẽ che nó đi bằng găng tay đấm bốc nha. Rồi đó, nhà vô địch. Hả? Có gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô bé đang tập trở thành một võ sĩ quyền anh. Tớ không tin, hãy để cô xem. Ôi không, cháu bị thương rồi. Cậu đã làm gì vậy? Xin lỗi, là tại cánh cổng đó. Đồ chơi bóp được á? Chúng thật là mềm. Cảnh sát tốt đang tính làm gì đây? Cô sẽ dán đồ chơi bóp được lên song sắt. Một ở chỗ ổ khóa nữa. Nó thật là đàn hồi. Còn một cái cuối cùng ở đây. Xong, mấy thứ này sẽ giữ cho cổng không bị đóng lại hoàn toàn. Thật là nhiều đồ bóp bóp. Việc này là vi phạm quy tắc đó. Chúng ta phải khóa cổng lại. Cậu nói nhiều quá đi. Có lẽ cậu cần một món như vậy nè. Được rồi, đây là bữa trưa lành mạnh của cháu đây. Cháu hãy nhớ ăn quả táo đó. Có chuyện gì vậy? Răng của con bị lung lay rồi. Ôi không, chờ chút, để chú lấy nó ra. Thôi nào, đừng sợ. Không được đâu. Chú hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ lấy nó ra bằng cái này. Ha ha, thế này sẽ dễ hơn nhiều. Cứu với, không không không. Giữ yên. Dừng lại, tránh xa con bé ra. Cứ để mình xử lý việc này cho. Chúng ta nên làm gì với răng của cháu đây? Cô sẽ cố lấy nó ra thật nhẹ nhàng. Không, nó sẽ đau lắm. Làm thế nào để mình lấy răng của cô bé ra nhanh chóng đây? Ồ, cô biết rồi. Một cây cung và mũi tên. Cô sẽ quấn một đầu của sợi dây vào mũi tên. Sau đó cô sẽ quấn đầu kia vào cái răng lung lay của cháu. Không có gì nhanh hơn một mũi tên đang bay cả. Chỉ cần chắc chắn sợi dây được thắt chặt quanh răng của cháu. Chắc được rồi đấy. Bạn sẵn sàng chưa nào? Bắn. Nó thành công rồi, cái răng đã rơi ra. Lại đây Bobby, đi nào. Ôi không, cô ấy bị té. Pip pip. Dừng lại. Xe scooter đi qua đây. Chú làm đầu của Bobby của con rớt ra rồi. Wow, chuyện gì vậy? Tại sao cô bé lại khóc? Có chuyện gì nữa chứ? Chú làm rớt đầu búp bê Bobby của cháu rồi. Đừng khóc nữa, chú sẽ sửa nó cho. Nhìn nè, cháu có một con búp bê khác ở đây. Chú chỉ cần lấy đầu búp bê này ra và cho Bobby một cái thân mới thôi. Hoàn hảo. Nó trông thật là đáng sợ. Lần này cậu lại đang làm gì đó? Cô bé không thích con búp bê Bobby mới của mình. Kinh dị quá, chúng ta cần một kế hoạch mới. Pikachu. Cô vừa mới có một ý tưởng mới nè. Xin lỗi nha Bobby, chúng ta phải cho cô kiểu tóc mới nha. Tớ phải cắt hết tóc của bạn đi. Giờ cô ấy đã trọc đầu rồi, việc đặt đất nặng xung quanh đầu và cơ thể cô ấy sẽ dễ hơn nhiều. Có vẻ như Bobby đang biến thành một thứ gì đó khác. Tiếp theo, tắm cả người bằng sơn màu vàng. Sau đó đánh bóng nó bằng một cái cọ. Cho nó một đôi mắt đáng yêu. Và một cái mũi, một nụ cười hạnh phúc và đôi má hồng. Chắc cháu lúc này nhìn là biết bạn ấy là ai từ cái đuôi tia chớp và đôi tay nhọn này. Đó là Pikachu.
Wow, đó là Pikachu, người bạn mới của tớ. Phew, cứu hay lắm. Ôi không, cô bé tội nghiệp đang bị ốm rồi. Úp, bãi nước mũi này đang bắn khắp mọi nơi. À, nó toàn là vi khuẩn. Găng tay, có. Siro ho và kính bảo hộ, có. Đồ bảo vệ đã sẵn sàng, phải nhanh nào. Ừ, đừng ho lên chú chứ. Cháu phải uống thuốc thôi. Cháu không muốn uống thuốc. Đây là bắt buộc. Thôi thì chú sẽ cho thuốc vào kim tiêm vậy. Kim tiêm này sẽ làm đau hơn đó. Không, đáng sợ quá. Đừng mà. Ôi trời ơi, dừng lại đi. Cô có một ý tưởng tốt hơn. Kẹo toilet chua. Cô sẽ thay kẹo bằng siro ho nha. Và cô sẽ thêm một chút hạt rắc để nó thêm vui nhộn. Nhìn này, cháu có thể nhúng kẹo mút vào kẹo dâu này. Thử xem. Ngon quá à. Đúng rồi, cô biết chiêu này sẽ thành công mà. Eo ơi, tớ không muốn ăn món cháo làm từ côn trùng này đâu. Tớ khát nước quá. Tớ muốn uống chút nước từ vòi. Cái này trông giống như là nước tương hơn á nha. Eo, nước bẩn quá đi. Không có món gì sánh bằng món sushi cả. À, hả? Liệu con có thể có đồ ăn ngon và nước sạch hay không? Nhưng chú đang đói mà. Được thôi, đưa chú cháo và nước của cháu. Hả? Chú sẽ nặn cháo thành viên sushi. Dùng chân của búp bê Barbie làm đũa. Và bữa ăn của cháu đã sẵn sàng. Cháu còn có nước tương của mình nữa chứ. Chấm vào, ăn đi nào. Cháu không muốn. Eo ơi. Chú đã bảo là ăn rồi mà. Không. Đừng lãng phí thức ăn chứ. Không. Này, cậu định cho con bé ăn cái gì vậy? Đưa đây cho tớ. Tớ đã nói là đưa cho tớ. À, thì mỗi người đầu bếp đều phải ăn thử món của mình nhỉ. Cậu là cảnh sát chứ không phải là đầu bếp. Nước bẩn tới như vậy sao? Cô nên làm gì đây? Cô biết rồi. Đến lúc chế tạo một số thứ rồi. Cô sẽ phủ phần trên của một chai nước với một tấm khăn giấy và gắn chặt bằng một đai thun. Đặt nó ngược xuống và để vào một cái bình. Lấy một nhúm cát màu xanh và cho vào chai. Sau đó cô sẽ cho thêm một vài hòn đá và một ít sỏi màu. Đây, nó trông thật là hoàn hảo. Cuối cùng cô sẽ cho thêm nước bẩn. Nó là một thiết bị lọc nước tức thì. Bây giờ chỉ còn việc chờ đợi nữa thôi. Hãy xem nó có hoạt động không. Nhìn kìa, nước đã trở nên trong suốt rồi. Giờ thì nước đã an toàn để uống. Wow. Cạn ly. Mẹo hay đó. Mình đói quá đi à. Wow, có nhiều nấm thiệt đó. Tớ chắc chắn phải ăn chúng. Tôi không chắc những cây nấm đó có an toàn. Và một cây xương rồng. Mình cũng muốn ăn cả cây xương rồng nữa. Đừng ăn cái đó. Có cái gai ở lưỡi của tớ. Giúp với. Có tội phạm ở đâu ư? Cái gì? Lưỡi của con. Giữ yên đó, chú sẽ gấp nó ra bằng cái kìm. Không. Cái gì đó? Đừng mang cái này lại gần một đứa trẻ chứ. Đi đi. Tội nghiệp cho cháu quá. Chắc phải đau lắm ha. Đừng lo, cô có bộ cứu thương ở đây. Cái bơm. Cô sẽ dùng cái này để hút cái gai ra. Không đau chút nào hết. Phew, may mà nó có tác dụng. Lại đây. Dán tay áo lên. À, đau quá. Tiếp. À. Tiếp theo. À. Ai tiếp đây? Là cháu hả, bé gái? Lại đây nào. Cháu sợ lắm. Ôi không. Xì lành của bác sĩ trông như kim đâm quái vật đấy. Sẵn sàng chưa? Không. Như kiến cắn thôi ấy mà. Sao vậy? Con sợ kim tiêm lắm. Không hay rồi. Làm sao để thuyết phục con bé tiêm vaccine đây ta?
Hả? Kẹp tóc hình con bướm? Có cách rồi. Mình sẽ gắn nó lên kim tiêm để giúp nó trông đỡ đáng sợ. Wow, có con bướm đậu trên người con nè. Thành công rồi, đã tiêm vaccine thành công. Cũng không quá tệ ha. Đến lượt anh đó, anh cảnh sát. Tôi hả? Ôi thôi. Thấy chưa, con còn giỏi hơn anh cảnh sát nữa kìa. Wow, nhìn hàng dài những trái anh đào này. Mình thích trái này lắm, mình sẽ ăn hết. Không thứ gì có thể ngăn mình lại. Ôi thôi, nghẹn rồi. Molly, ra đây. Ôi không. Nào, nhổ nó ra đi. Nôn ra đi con. Hạt anh đào đã bắn ra ngoài. Ồ, súng bắn đó sao? Có mưa đạn. Trốn đi. Hết chưa? À! Con không sao. Con hít thở sâu vào. Phải làm gì đây? Nhìn kìa, chai Coca-Cola ư? Mình sẽ đặt một trái anh đào lên trên miệng chai, sau đó cắm ống hút vào để đẩy hạt anh đào ra ngoài. Được một trái rồi, tiếp tục thôi nào. Không biết tôi là chuyên gia lọc hạt sao? Nhắm mắt tôi cũng có thể làm được. Cảm ơn mẹ. Ôi trời, có người đang tắm nhớt này. Quá ra Molly đang bị cảm. Hả? Để mẹ lau đờm cho nào. Eo ơi, đừng lo, mẹ có siro ho đây. Con không thích đâu. Con dùng cái kia cơ. Đó. Cái gì vậy? Đến giờ ăn giặt rồi, muốn thử mấy cái bình xịt kẹo này quá đi. Eo ơi, chua mà ngon quá à. Hả? Đã hết rồi sao? Dứt đi vậy. Bình xịt kẹo ư? Nghe hay quá. Trúng mánh rồi. Hết sạch à? Đợi đã, mình có ý này hay hơn. Muốn bình xịt kẹo đúng không? Dạ đúng. Vậy thì nhắm mắt vào đi con. Dạ đưa. Mình sẽ đổi kẹo thành siro ho. Đây nha. Nhắm, ngon quá đi. Và đảm bảo là con sẽ sớm khỏe thôi. À, tập trung nào. Dâu tây tới đây. Ra rồi. Phiêu, nhẹ cả người. Giấy báo ư? Không biết phải dùng nó làm gì nữa. Anh vừa tính thiệt đó. Có ngửi thấy mùi gì không? Không phải tôi. Mẹ ơi, đằng này nè. Mùi cứ như trứng thối ấy. Không thể. Ôi trời. Này, mùi từ người con đó sao? Để mẹ xem nào. Ghê quá, con không chùi mông hả con? Quay lại nhanh. Ôi trời ơi, thả quả bom to đùng thế này cơ mà. Con không biết cách chùi. Mùi ghê quá, không nghĩ nổi luôn đó. Đợi chút. Anh cảnh sát ngất rồi. Và đằng kia có bóng bay. Cơ hội đến rồi. Giờ không phải là lúc để mở tiệc. Thế mẹ định làm gì với mấy quả bóng bay này vậy? Mẹ sẽ dạy con cách chùi mông. Mình dùng Nutella để làm ví dụ nha. Vết vào giữa hai quả bóng bay nào con. Thấy không? Giờ thì hãy lấy giấy chùi vết bẩn đi. Xong rồi thì gấp giấy lại rồi dứt đi. Như vậy nè. Con thử đi. Dạ, để con thử. Chùi như vậy. Con làm được rồi. Giỏi lắm. Không còn sợ bốc mùi nữa ha. Thả mẹ con cháu ra. Trật tự ở yên trong đó đi. Cẩn thận. Sao anh dám làm con gái của tôi đâu? Thôi chết. Trường hợp khẩn cấp. Để tôi gọi bác sĩ. Đây rồi. Bác sĩ vào đi. Có người gặp rắc rối hả? Đừng lo, máy chụp X-quang sẽ cho ta biết tay cháu bị làm sao. Thôi xong, cổ tay cháu gãy mất rồi. Gãy ư? Ôi không. Con gái tội nghiệp của tôi, phải làm sao đây? Tôi e là phải bó bột. Búa và đục ư? Đừng đánh cháu mà. Sẽ xong nhanh thôi. Đó, xong hết rồi. Thật là khó chịu. Cảm ơn bác sĩ. Chỉ cần bó bột một thời gian thôi. Hả? Bỏ cái này ra khỏi tay cháu đi. Đừng, Molly, con sẽ làm mình bị thương mất. Bó bột thì con chơi kiểu gì được chứ.
Để mẹ nghĩ xem nào. Găng tay vô cực của Thanos ư? Có cách rồi. Mẹ sẽ biến khuôn bột của con thành găng tay vô cực. Wow, vậy là con có thể búng tay nữa. Con muốn bác sĩ biến mất. Không. Con đã làm gì vậy? Con biến cho bác sĩ đáng sợ biến mất thôi mà. Bạn không đoán được Molly giấu đồ ăn ở đâu đâu. Ở trong bồn cầu đó. Burger Pikachu của mình đây rồi. Thèm quá đi mất. Ngon tuyệt. Cà rốt giòn quá đi. Hả? Molly, con đang ăn gì vậy? Burger Pikachu của con. Lại đồ ăn nhanh sao? Đủ rồi đó quý cô. Từ giờ con phải chăm ăn rau vào. Tuyệt, bác sĩ tới rồi. Ra đây với mẹ nào. Bác sĩ, bác dạy con tôi cách ăn uống lành mạnh có được không? Con bé cứ ăn đồ ăn nhanh hoài à. Tranh Pikachu, bác sĩ định làm gì vậy? Nhìn chú Pikachu nè, cậu ấy ốm rồi, biết tại sao không? Để mổ ra xem tại sao nha. Rạch một đường trên bụng, nhiều chất lỏng độc hại rỉ ra quá đi. Ghê quá à. Đó là tại vì ăn đồ ăn nhanh đó. Giờ thì lau đi trước khi gấp đồ ra nào. Xem nào. Pizza. Khoai chiên. Burger. Lại còn rất to nữa. Sao mà có thể nhét vừa nhỉ? Bác sẽ nhét bông cải xanh. Nước. Và một trái táo vào đó. Dán băng gâu lên để vết mổ lành lại nào. Và Pikachu lại khỏe mạnh rồi. Cháu thấy chưa? Giờ thì ăn rau đi nha. Đáng sợ thiệt đó. Mẹ ơi, cho con củ cà rốt với. Con phải giữ cho bản thân khỏe mạnh. Giỏi lắm, con gái ngoan. Mình cần phải rửa mặt. Thần thánh thiên địa ơi. Hả? Mẹ ơi. Sao vậy? Molly, để mẹ xem nào. Mụn hả? Được rồi, nghe đây, mẹ sẽ nặn từng cái ra. Nín thở nha. Nấp đi. Cái quái quỷ gì vậy nè? Cô kia, cô làm cái gì vậy hả? Ủa, xin lỗi nha. Mẹ biết cái gì có thể giúp được con rồi. Công cụ hút. Áp nó lên nút mụn và hút mủ ra thôi. Eo ơi, còn lâu tôi mới dám ăn phô mai trở lại. Ôi, chán con mịn quá đi. Thông minh ha. Đúng là mẹ thông minh nhất thế giới. Nhúng kẹo mút vào dụng đường chanh thôi. Mình thích kẹo bồn cầu lắm luôn. Muốn cắn một miếng quá đi. Nhâm. À! Ôi không, răng của Molly lung lay rồi. Có chuyện gì vậy? Cái răng tội nghiệp. Phải nhổ nó ra ngay thôi. Ôi không, phải làm gì đây? À ha, sợi dây này. Nhổ theo cách truyền thống nha. Buộc sợi dây quanh chiếc răng. Sau đó buộc đầu còn lại vào song sắt. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Anh cảnh sát ơi, giúp với. Tăng tăng tăng. Hả? Nghe như ai đang cầu cứu vậy. Khi anh cảnh sát kéo cửa ra thì răng của Molly cũng sẽ bị kéo rụng. Nhưng việc cô bé bị kéo theo lại không nằm trong kế hoạch. Răng con vẫn còn ở đây. Thất bại ê chề quá. Súng đồ chơi. Có cách rồi. Xin đừng bắn tôi. Đạn súng đồ chơi bay nhanh hơn nhiều, nên mình sẽ buộc đầu dây còn lại quanh viên đạn. Sẵn sàng chưa? Bắn. Hiệu quả rồi nè. Răng con rụng rồi. Mẹ xem nào. Tốt lắm. Còn rất can đảm bé cưng. Mừng là viên đạn bay thẳng vào tường. Giờ thì gọi cho nàng tiên răng thôi. Wow, Molly làm bánh burger từ đất nặng kìa. Trông ngon quá. Ăn thử thôi. Không, dừng lại. Hay da. Còn không được. Ăn đất nặng. Không ăn burger nữa. Mẹ làm hỏng rồi. Sao mẹ lại làm như vậy? Giờ lại thấy tệ quá đi. Để nghĩ cách xem nào. Cùng làm đất nặng ăn được thôi. Đói quá đi. Hả?
đây là pizza từ đất nặng ư? Có thể ăn được thật sao? Nhâm. Vị ngon quá à. Mẹ cũng cắn một miếng đi mẹ. Ôi cảm ơn con, ngon lắm. Úi, mình còn chưa đi xong nữa mà. Trên ghế có dầm ư? Cẩn thận đó. Hả? Mẹ ơi, cứu con. Đừng có chạy nữa, cho mẹ xem làm sao nào. Ôi trời, cái dầm kìa. Bác sĩ ơi, cứu chúng tôi với, con gái tôi đang đau. Tôi có thể giúp gì? Con gái tôi bị dầm đâm. Con ghét bác sĩ lắm. Dầm đâm hả? Vậy thì sẽ cần đến cái này đó. Bác vào đây, cho bác xem cái dầm ở đâu nào. Không đâu, cái đó đáng sợ quá. Không ổn rồi. Hay là dùng cái xi lanh của bác. Mẹ đang định làm gì đây? Quay lại đi, mẹ sẽ rút dầm ra cho con nha. Lúc xì lành hút dầm ra sẽ không thấy đau đâu. Sắp được rồi. Xong rồi nha. Cái dầm xấu xa sẽ không làm cho con đau được nữa. Còn không thấy đau luôn. Liêu liêu. Rồi, việc của tôi đến đây là xong. Có mẹ đây rồi con yêu. Con cá này đã được nấu chín chưa vậy? Còn chẳng cắn nổi. Mẹ ơi, ngón chân của con đau quá. Sao vậy? Để mẹ xem nào. Ôi trời, chắc là giày chật quá đây mà. Khổ thân mấy ngón chân sưng dù. Ôi không. Để mẹ thổi cho đỡ đau nha con. Hả? Kia là anh Hề sao? Chào anh. Cho tôi mấy quả bóng đó có được không vậy? Con gái tôi đang buồn nên tôi muốn làm con bé vui. Tất nhiên là không thể để cô bé buồn được rồi. Để tôi biểu diễn vài trò nha. Bong bóng hình cún con chắc là sẽ làm bé vui đó. Đủ rồi đó, về phòng giam đi. Mẹ định làm gì với mấy quả bóng bay vậy? Mình sẽ cắt phần miệng của bóng bay đi và bọc nó lên ngón chân của Molly. Mỗi ngón chân sẽ được bọc một quả. Màn bảo vệ có hiệu quả ngay. Giờ thì đi giày vào đi. Thoải mái con ha. Cứ như đi trên mây ấy ạ. Yay! Con bé sẽ chạy quanh cả đêm đây. Có vẻ như gia đình nhà giàu cũng phải ăn món cháo sâu bọ đặc biệt. Eo ơi, anh quản gia đâu? Đi kiếm cho chúng tôi đồ ăn ngon đi. Để tôi xem nào. Tiền. Được, có ngay. Anh cảnh sát định làm gì vậy? Có vẻ như anh ấy đang đục lỗ trên tường. Logo McDonald's. Quá ra là quán ăn lái xe quá. Hai suất bữa ăn vui vẻ tới ngay đây. Cảm ơn nha anh cảnh sát. Ăn ngon nha. McDonald's riêng trong tù. Còn đòi hỏi gì thêm nữa? Họ còn có người dọn dẹp riêng. Nhưng mà hơi hậu đậu. Sao thế? Bữa ăn của gia đình nhà nghèo là cháo và sâu bọ. Mẹ ăn trước cho. Cũng ngon đó. Con thử đi. Ê ơi, con không ăn nhện đâu. Con muốn món chú cảnh sát đang ăn. Hả? Sushi á? Được. Chắc là có thể làm sushi bằng cháo đó. Mẹ đang cố làm gì vậy? Cháo cuộn. Giờ thì mình sẽ cuộn một tờ báo để biến nó thành đũa. Bát nước máy bẩn đằng nào cũng giống xì dầu mà. Mời mọi người để xem món sushi cháo này có ngon không nha. Có cái vị gì ngon lắm. Chắc là sắc rỉ trong bát nước máy đó. Đằng nào tóc của Barbie cũng quá dài rồi. Chán quá đi, để mình tìm cái khác để cạo vậy. Hay là cạo đầu chú quản gia ta. Đã xác định mục tiêu. Tóc, đây là tóc mình sao? Ôi, tóc của tôi. Tiếng gì vậy ta? Tóc mình cũng bị cắt rồi. Không, đưa đây cho mẹ. Không được nghịch tông đơ. Anh quản gia, kiếm đồ chơi mới cho con bé đi. Để xem tôi tìm thấy cái gì. Tình tên, cậu chàng này đang cần cắt tóc đây.
Đó là tóc làm từ đất nặng Playro. Đừng tưởng đây là mì ý đó nha. Giờ thì cắt không bao giờ sợ hết luôn. Mình muốn mở tiệm cắt tóc riêng. Hôm nay Charlotte đang muốn thay đổi phong cách, nhưng cô bé muốn cắt tóc người khác cơ. Ôi thôi, xác định được mục tiêu rồi. Cắt những lọn tóc dày không nương tay luôn. Ủa, có cái gì cứ chọc chọc vào mình. Kéo tóc. Con làm gì tóc mẹ vậy hả? Lé nữa, hình như mẹ đã nảy ra ý tưởng. Cắt miếng bìa cứng thành hình đầu, sau đó dán thêm khuôn mặt để làm đầu búp bê nha. Mẹ đang dùng que đan chọc vài lỗ trên da đầu búp bê, sau đó thì móc sợi len vào lỗ và thắt nút. Da cứng như vậy trông được đó. Con búp bê này cần một kiểu tóc mới. Sao con không cắt tóc cho nó nhỉ? Con thích lắm. Con sẽ cắt tóc mới cho búp bê. Còn mẹ thì chắc sẽ dần thấy thích quả mái mới cắt thôi. Đến giờ ăn trưa rồi. 10, 20. À, đau quá. Con gái tôi bị đau. Tôi chết. Khớp ngón tay của con bé sưng lên rồi. Con gái tội nghiệp. Anh xử lý ngay đi. Đúng rồi, tôi có công cụ an toàn. Nó sẽ ngăn không cho cổng đóng kín, từ đó bảo vệ các ngón tay. Eo ơi, ngắm gì mà chuẩn thế. Để mẹ lau nước mũi cho nào. Ghê quá. Ôi trời. Ôi, con sốt cao vậy sao? Phải xịt họng thôi. Há miệng ra nào. Con không muốn. Để xem nào. À ha, bình xịt kẹo. Sao đã hết rồi hả? Kệ vậy. Nhặt được của rơi, tạm thời đút túi. Bình xịt kẹo và xịt họng ư? Mình biết phải làm gì rồi. Mẹ có bình xịt kẹo cho con đây. Nhắm mắt vào đã nào. Giờ thì mình sẽ tráo xịt họng vào. Bình xịt kẹo ngon quá con ha. Ôi trời, Ali mọc nhiều mụn quá. Ghê quá. Chắc mình phải nặng ra thôi. Bắt đầu nào. Ôi trời, phải làm sao đây? Đúng rồi, phải gọi một cuộc mới được. Mẹ đang gọi ai vậy? Nhanh thật đó. Tôi đã mang công cụ hút đến rồi đây. Nó sẽ hút hết mũ mụn ra đó. Ôi trời, ai yếu tim thì đừng xem nha. Bao nhiêu là mũ mụn lòi ra kìa. Vậy là biết nó có tác dụng rồi. Yay, mặt con mịn quá đi. Tạ ơn trời. Tôi phải đi đây. Bám cho chắc bác sĩ ơi. Charlotte không thể ngừng nặng mụn. Cháu của mẹ có thêm gia vị rồi nha. Ghê quá đi. Đừng nặng mụn nữa. Mẹ sẽ làm gì đây? Màng xốp và cháo. Có cách rồi. Bơm cháo vào bên trong màng xốp, rồi sơn màu lên từng ô để trông cho giống nốt mụn. Ta-da! Đồ chơi nặng mụn tự chế đây. Wow! Chắc chắn là tốt hơn tự nặng mụn của mình rồi. Nặng nốt mụn vừa rồi sướng tay ghê. Không ngừng được luôn. Chút nữa liếm ngón tay cũng được mà. Eo ơi! Ủa, nhiều thiệt đó. Ăn sô-cô-la vừa vui vừa ngon, cho đến khi răng đen xì. Nhìn hàm răng con bẩn chưa kìa. Đi đánh răng đi con. Không, con không muốn. Không dùng kem đánh răng nữa đâu. Ôi thôi, có vẻ ta sẽ cần một cách khác để thuyết phục Ellie. Quản gia. Dân thưa cô, tiền. Hả? Đằng kia có cái khe đút xu kìa. Mình vừa nảy ra ý này. Kia là mông của Shrek sao? Ta có thể dùng nắp tuyết kem đánh răng hình Shrek. Shrek bị tiêu chảy ra phân bạc hà nè. Wow, hay thiệt đó. Cũng là một cách để làm việc đánh răng trở nên thú vị hơn. Con cần đi vệ sinh. Từ từ,
Đừng ngồi lên bồn cầu vội, có khi là bẩn lắm đó. Để dùng kính lúp kiểm tra xem có vi khuẩn hay không đã nha. Thấy chưa? Eo ơi, anh quản gia, cần cọ bồn cầu sao? Có tôi đây. Anh có chắc là mình làm được không? Đầu tiên là lau bệ ngồi bằng bình xịt khử trùng. Hoàn hảo. Giờ thì thêm một quả bom tắm để tạo bọt cho thật thú vị. Và xả nước thôi. Sau đó tôi sẽ xịt một ít gel hoa để làm cho bồn cầu có mùi thơm hơn. Cũng là hình trang trí đẹp đó chứ. Ta-da! Dù xinh thật đấy, nhưng mà Ellie đang bắt đầu mất kiên nhẫn. Sắp xong rồi, đảm bảo. Chỉ cần lót miếng lót bệ ngồi vào nữa thôi. Tuyệt vời. Bồn cầu vậy là đã sẵn sàng. Đi đi con. Tránh ra nào. Cho con riêng tư một chút có được không? Con cần đi vệ sinh. Ôi trời, cái bồn cầu này chắc là cũ lắm rồi. Lại còn lạnh ngắt nữa. Ellie đóng băng luôn rồi kìa. Cứu con với. Có chuyện gì vậy? Bể ngồi bồn cầu lạnh như băng vậy đó. Mình làm gì giờ ta? Hả? Món ăn trưa yêu thích của mình. Mình cần cái hộp pizza đó. Không cần cái hộp rỗng này nữa. Trúng luôn. Nhìn tôi biến hộp pizza thành bể ngồi bồn cầu nha. Tuyệt vời. Giờ con thử ngồi lên lại đi. Con không muốn ngồi lên cái thứ dầu mỡ đó đâu. Phải nghĩ ra thứ gì đó ấm và sạch sẽ thôi. Tất thì sao ta? Mình có ý này. May là tất của mình đủ co giãn để có thể bọc vừa bệ ngồi bồn cầu. Giờ thì sao? Ấm rồi ạ. Ellie không muốn ăn món nào hết. Và anh quản gia vẫn hậu đậu như thường. Cháu không muốn ăn. Không hay rồi. Anh quản gia ơi, phải nghĩ ra cái gì đặc biệt đi thôi. Cái gì đặc biệt ta? Có vẻ như Ellie có yêu cầu đặc biệt. Vậy hả? Được thôi. Kia là thợ xây sao? Anh ấy định làm gì vậy? Sửa sang lại song sắt một xíu ấy mà. Xong. Ta-da! Song sắt làm từ kẹo dẻo nè. Wow, ước mơ của mình đã thành hiện thực. Yay! Nhâm! Còn nữa nè, bồn tắm kẹo Skiddo. Từ từ thôi hổ con, số kẹo này đủ ăn cả đời luôn đó. Kia là kẹo mút khổng lồ sao? Bảo sao mà Charlotte muốn có. Trông ngon quá đi. Mẹ ơi, con muốn có kẹo mút khổng lồ. Kẹo mút hả? Để xem nào. Mẹ ăn hết số kẹo mẹ có rồi. Giờ họ phải làm gì đây? Đợi đã, nhìn con chuột đó kìa. Cậu chàng đi đâu đây? Đi tới chỗ nào thú vị sao? Kìa, có phải là đường viên? Wow, cho tao một viên nha. Cần có hộp diêm của anh cảnh sát nữa. Đằng nào anh ấy có vẻ cũng bận mà. Để xem mẹ định làm gì nào. Mình sẽ thêm màu thực phẩm xanh lá vào viên đường. Sau đó đốt nó lên bằng que diêm. Đường đang tan chảy nè. Sau đó chỉ cần cắm một que kem vào là có ngay cây kẹo mút. Mẹ có bất ngờ cho con đây. Con gái yêu của mẹ. Kẹo mút. Mẹo này sáng tạo quá đi. Bất ngờ này mềm quá đi. Ai đã sẵn sàng nặng mụn nào? Chắc là mấy chú gấu này sẽ chịu được thôi. Trông hay quá, cho tôi thử có được không? Thế cứ bóp như này thôi à. Eo ơi, tóc của tôi. Lại đây, ở yên trong phòng giam của mình đi. Nhưng tôi chán lắm. Biết phải làm gì bây giờ? Ồ, đây là màn xốp hơi sao? Chloe lại đang có âm mưu gì rồi? Cậu ấy đang tiêm dung dịch gì đó vào trong màn xốp hơi rồi sơn màu lên trên. Vẽ thêm cả mắt này. Trông hay quá đi. Và thế là có ngay đồ chơi nặng mụn. Nhìn xem này. Cái gì vậy? Đồ chơi nặng mụn đó. Wow. Oops. Tôi vừa mới chùi sạch xong mà.
có vẻ như món ăn trưa của Madison là bánh sandwich kẹp xúc xích, hoặc đúng hơn thì là bánh xúc xích rồi. Ôi, xúc xích của tôi! Cho tôi cái bánh mì khác đi, mình chỉ muốn ăn thôi mà. Hả? Thêm cái nữa? Ôi thôi nào. Này anh, mang cho tôi cái xúc xích chống trượt đi mà. Ôi, nhiều tiền như vậy sao? Vậy thì tôi sẽ cố hết sức. Xin giới thiệu dụng cụ cắt xúc xích. Chỉ cần nhấn dụng cụ xuống là nó sẽ cắt xúc xích ra thành từng miếng thật là đều. Để xem nó có ở yên không nào. Được rồi. Đồ nhà giàu bỏ đi chính là kho báu đối với nhà nghèo. Ôi, xúc xích này là của mình. Nó cứ trượt đi sao ấy. May là nó có băng gâu ở đây để giữ cho xúc xích đứng yên. Thế này là được rồi đây. Cái xúc xích này đúng là sợ dao thiệt đó. Đúng rồi, mình có công cụ bí mật cài trên tóc bà, một cái nĩa sao? Chỉ cần dùng kìm chỉnh răng nữa thôi. Giờ thì cắt được rồi. Thấy nó cắt xúc xích ra dễ dàng chưa này? Đến lúc nếm thử rồi. Ngon, tuyệt vời. Mình thích đống đồ chơi bóp mềm này quá đi thôi. Nhìn nó trở lại hình dáng ban đầu sau khi bóp kìa. Ngay cả đồ chơi hình khoai chiên cũng mềm luôn. Có cả bỏng ngô nữa nha. Đồ chơi bóp mềm sao? Mình cũng muốn có một cái. Wow, sao sàn chỗ này lại trơn dữ vậy? Ôi, xin lỗi nha. Lau sạch chỗ nước giải của cô ngay đi. Dạ. Đợi đã, bọt biển sao? Chloe định làm gì vậy? Mình sẽ cắt viền đi để biến miếng bọt biển thành hình tròn. Giờ thì sơn màu lên. Sơn màu đỏ và màu xanh lá để tượng trưng cho cà chua và xà lách. Tinh tinh, có đồ chơi bóp mềm hình hamburger rồi nè. Ăn giặt bằng sâu thích thiệt luôn đó. Hóa ra chỉ là kẹo dẻo hình con sâu thôi. Đợi đã, đây đâu phải là kẹo. Đã bao giờ nhìn thấy sâu nhảy múa chưa? Hóa ra là cũng vui thiệt đó. Hả? Móc sao? Chloe đang cố cướp sâu bằng móc câu. Wow! Ouch! Hả? Không được dùng cần câu trong tù. Eo ơi! May là mình xì ra hết. Nhận lấy này. Eo ơi! Tôi đâu phải là cái thùng rác đâu chứ. Đợi đã, có cách rồi. Cậu ấy định làm gì với giấy ăn và cọ vẽ vậy ta? Đầu tiên là phải cuộn giấy ăn xung quanh cái cọ vẽ, sau đó nhấn ép nó lại. Bây giờ đã tạo thành hình con sâu rồi nè. Sâu cũng phải độc đáo nên là phải tô màu và vẽ hình lên thân sâu. Màu vàng và xanh lá nữa nè. Trông nó hoàn hảo ghê luôn. Chào mừng đến với ngôi nhà lá mới. Nhìn này, sâu của tớ biết bò nhờ có cái que này đó nha. Ôi trời, sao sâu của tôi không làm được như vậy? Thật là bất công. Ghen tị quá đi. Eo ơi, có người cả năm rồi chưa vệ sinh mũi kìa. Phải trét cái này ra chỗ khác thôi. Cô cầm lấy Louis thò lò này đi. Chắc chắn là hợp với cô lắm đó. Cậu ấy cũng bị mũi thò lò sao? Wow, có thể kéo slime ra nè. Vui thiệt đó. Eo ơi, cái này đặc gì? Ghê quá à. Cái này thì rõ là dai chứ. Eo ơi, rối hết cả rồi. Bỏ nó ra đi. Hả? Cái gì đây? Sao mà mềm mềm dẻo dẻo vậy ta? Mình có ý này. Đầu tiên cuộn nó thành hình quả bóng, sau đó ấn cho dẹt xuống, dán đôi mắt đồ chơi lên cho cậu ấy nào. Còn một thứ nữa. Há miệng ra. Dùng thìa để làm cậu ấy há miệng ra cũng được nữa nè. Hoặc là cái nào? Tất cả đều đang hét lên đầy vui vẻ. Mê quá đi. À, cái đồng hồ báo thức ngu ngốc. Đắp đồng vàng là sẽ giúp tan bọng mắt đó. Cảm ơn anh quản gia. Ồ, mình có cả đồ chơi đặc biệt luôn này. Nhưng đây mới là thứ mình muốn có. Cái đầu tí hon. Đây không chỉ là cái đầu thông thường mà còn là nắp tuýp kem đánh răng nữa đó. Nhìn cậu ấy nôn ra kem đánh răng làm bằng vàng này. Đây chính là cách người giàu đánh răng đó. Được rồi, đã sẵn sàng. Chóng mặt quá đi. Ít nhất là mình vẫn có răng vàng. Sang chảnh quá phải không nào?
Chloe đây rồi. Oops, hôm nào cũng gặp sự cố hết. Cái gì đây? Slime sao? Mình vừa nảy ra một ý này. Nhìn kỹ năng nhào nặng của mình này. Ta-da! Đây là nắp tuyếp kem đánh răng hình Shrek. Chỉ cần dặn nó lên tuyếp kem đánh răng. Oops, Shrek không nhịn được nữa rồi. Giờ thì việc đánh răng đã trở nên thú vị hơn nhiều. Ghê quá đi. Hy vọng đó là vị than hoạt tính. Chấp nhận thử thách. Để xem tớ có thể nhét bao nhiêu cái kẹo mút vào miệng nào. Trò nhét kẹo dẻo vào miệng này lại có phiên bản mới sao? Giờ thì kẹo mút dính đầy sợi vải của thảm và bụi rồi. Chẳng vui một chút nào. Ôi xem kìa, kẹo mút của mình. Gì nữa đây? Đừng lo, cậu chàng bé nhỏ này có thể bảo vệ kẹo mút cho cô. Tôi còn có cả một đội quân nữa cơ. Đội quân giữ kẹo mút của mình. Cùng chơi nào các cậu. Cúp à. Ngọt quá đi. Kẹo mút của mình cũng bẩn ơi là bẩn. Đợi đã, kia là trứng Kinder bí ẩn sao? Chọc một lỗ ở dưới đáy như thế này là xong. Sau đó mở trứng ra. Như vậy nè. Giờ thì kẹo mút của mình chui vừa qua lỗ rồi. Tuyệt quá. Mình đã có dụng cụ giữ kẹo mút riêng. Hình như trong hộp đồ chơi của Madison có bóng Pokemon. Ôi trời, không biết đây là con Pokemon nào ta. Chúng ta sắp được biết rồi đây. Hả? Pikachu. Là Pikachu. Cùng nhảy thôi nào, người bạn mới. Pikachu. Nhảy điệu bơi lội đi. Pika Pika. Ôi trời, chào Pikachu. Cậu đâu có phải là bạn của bọn tôi. Tự lo chuyện của mình đi. Thật là quá đáng. Thôi xong, hai người này lại đang âm mưu gì đây? Pikachu. Bắt tay gì mà lóe sáng thế kia? Oops. Hình như tôi bị giật điện rồi. Giỏi lắm Pikachu. Pikachu. Ôi, có chuyện gì vậy? Dễ dàng sao? Có cách rồi. Chloe đang làm gì với tờ giấy này vậy? Ê, hình này trông quen quen vậy ta. Vẽ mặt và tay vào nữa là có ngay Pikachu gấp từ giấy rồi. Pika, Pika, em là Pikachu. Out. Wow, mì cầu vồng. Hào hứng muốn ăn quá. Mà dùng cái đôi đũa ngớ ngẩn này kiểu gì đây? Ôi không. Ôi không. Đã xác định mục tiêu. Ow! Cô làm cái gì vậy hả? Không phải lỗi của tôi. Tôi cần có đôi đũa tử tế hơn. Oh, cái hộp sang chảnh quá đi. Đôi đũa mèo con đặc biệt mới tinh của mình. Chỉ cần luồn ngón cái và ngón trỏ vào lỗ là đã có thể gấp được rồi. Ngon quá đi. Trong lúc đó, Chloe còn chẳng có nĩa mà ăn. Mình biết rồi, Chloe định làm gì với búp bê Barbie vậy? Có thể dùng chân của búp bê để làm đũa, thấy không? Ai cần đôi đũa mèo con kia thì đã có búp bê Barbie giúp sức chứ. Giải pháp này thông minh thiệt đó. Đôi đũa của cậu trông thật là ngớ ngẩn. Đợi đã, kia là búp bê Barbie của tôi đó sao? Nhìn lại. Một trong số những búp bê Barbie này sẽ được chọn làm người may mắn được biến hình. Chị chọn em. Để chị giúp em biến thành búp bê phá cách. Đầu tiên là phải cạo đầu nè. Tóc ngắn sẽ hợp với em lắm đó. Tuyệt vời. Giờ thì dùng bút dạ để nhuộm tóc thật sành điệu cho em nha. Wednesday Addams sẽ ghen tị với kiểu trang điểm mắt tối màu của em đó. Phải vẽ hình xăm thật ngầu nữa. Xong rồi đó, ngôi sao nhạc rock. Đàn guitar của em đây. Đúng rồi đó Barbie. Chơi nhạc rock and roll nào. Trời, thật là ngớ ngẩn. Đợi đã, búp bê của mình đâu rồi? Em ấy đi đâu rồi ta? Ôi không, Barbie rơi xuống bồn cầu mất tiêu rồi. Ghê quá đi. Eo ơi, người búp bê dính đầy slime nè. Lại còn rụng hết cả chân tay nữa chứ. Phải làm gì đó thôi. Đầu tiên, chị sẽ cắt tóc và bọc đầu em vào khối đất nặng.
sau đó nặn nó thành hình quả bóng, rồi gắn tay chân của Barbie vào. Giờ thì phủ thuốc nhuộm hồng lên người em nha. Như vậy mới gọi là biến hình chứ. Gắn tâm vào làm hai cái sừng, sau đó gắn mi giả và mắt lên nữa. Nhìn đồ chơi quá vật xinh chưa này. Đáng sợ phết cho chứ hả? Có vẻ như Madison đang xây thứ gì đó trong Minecraft. Hết pin đúng lúc đang chơi game đúng là tệ thiệt mà. Cái này để làm gì? Cứ mở ra đi. Được thôi. Búa Minecraft nè. Chắc là mình phải đập cái hộp ra thôi. Bên trong có kho báu. Wow, có một đống các mảnh Minecraft luôn. Chắc là giờ mình phải ghép các mảnh lại với nhau. Chú ngựa khung xương xinh quá đi. Yêu chú thú nuôi mới này ghê. Cậu chàng đỉnh thiệt đó. Nhìn này. Hả? Kia là Chloe đang mặc bộ đồ Minecraft đó sao? Đến lúc xây dựng rồi. Đập vỡ tòa nhà này thôi nào. Tôi là cô gái Minecraft đây. Ouch. Oops. Ôi trời. Lúc nào cũng hậu đậu hết. Để xem Madison có cái gì đây nào. Hay quá là lật đật. Anh quản gia, kiếm thêm cho tôi đi. Đúng rồi, đưa hết cho tôi nào. Chào mừng đến với bữa tiệc lật đật. Lật đật, lật đật. Trông vui thiệt đó. Mình phải làm gì với quả bóng bay trắng hòm này đây ta? Để xem nào. Hả? Có bi ở trong bể cá, rồi cả trong bồn cầu nữa. Chloe đang có âm mưu gì đó rồi. Nước trong bồn cầu có bẩn cũng không ngăn được cậu ấy lấy bi lên đâu. Có cả bộ sưu tập luôn này. Mình sẽ nhét một viên bi vào bên trong bóng bay, rồi thổi lên. Như vậy đây nè. Ôi, đừng quên buộc bóng bay lại để ngăn nó xì hơi ra ngoài. Sau đó thì gắn thêm mắt và miệng nữa. Cho ra hình khuôn mặt dễ thương nào. Yay, những người bạn lật đật của riêng mình đây rồi. Di chuyển đi nào các cậu. Đung đưa đầu theo nhạc đi. Yay. Sáng tạo quá đi. Hãy bắt đầu nha. Trời ơi, sao lại có nhiều mụn trên mông cô ấy như vậy? Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là hút hết các ủ mụn ra. Nhìn này, mụn đang nhỏ đi. Kinh quá à. Khoan đã, có gì đó ở trong miệng của tớ. Một miếng băng keo cá nhân. Ít nhất nó có thể dùng để che đi vết thương cho Bobby. Nhưng chúng ta vẫn cần làm gì đó về khuôn mặt bẩn này. Chúng ta nên làm gì đây? Ồ, tớ biết rồi. Tớ sẽ làm sạch cậu bằng một chút nước bọt. Và đây là cách tớ biết sáng nay cậu ăn cháo. Kinh quá đi. Giờ tớ sẽ nhúng Barbie vào để kem đánh răng làm sạch đi những bụi bẩn trên mặt cậu ấy. Chỉ cần nhúng vài cái. Hả? Tớ không thể thở được. Barbie tội nghiệp quá. Ít ra mẹo này có vẻ cũng hiệu quả. Người ta hay nói đó, muốn đẹp thì phải chịu khó. Sau khi chà rửa kỹ thì ta phải lau lại bằng miếng xốp. Wow! Hãy nặn những nốt mụn này nào. Giống như bấm một cái nút vậy. Wow! Sau khi xong thì lại đến lượt tớ rửa mặt đây. Mình nghĩ là đã xong cả rồi đấy. Cả mặt đều sạch rồi. Hãy giúp tớ lấy cái kẹo xinh gum ra khỏi tóc với. Để tớ kéo nó ra. Nó dày quá. Ôi da, da đầu của tôi. Au. Ôi trời ơi, tôi nghĩ mình. Ôi không, tôi đã kéo mất một nhúm tóc khá lớn ở đấy rồi. Tóc của tôi. Tớ xin lỗi, hãy cạo nốt phần còn lại nha. Nếu đã không thể sửa thì chúng ta thử bắt đầu lại từ đầu, đúng không nào? Này, đợi đã, còn một ít lông trên chân của cậu nữa này. Giờ thì hết rồi đấy. Được rồi, giờ chúng ta sẽ cho cậu một mái tóc mới hoàn toàn. Xem mái tóc tuyệt đẹp trên bìa tạp chí này nè. Nhưng có vẻ Scarlett lại quan tâm tới dòng chân hơn. Có vẻ chúng ta vẫn cần dùng đến kẹo xinh gum đấy. Tóc làm từ các sợi dây chuyền sao? Chúng mình sẽ thêm cái này vào bộ sưu tập mới của Barbie. Nhớ cẩn thận khi đập tay đó. Đôi khi chúng còn mang theo mùi hôi nữa. Eo ơi, chúng ta cần phải tắm cho bạn. Phải làm sao bây giờ? Hả? Kem này ngon quá đi. Hết rồi hả? Vậy mình không cần cái hộp này nữa.
đến giờ ăn Pringles rồi. À, hộp kem á. Bồn tắm cho Barbie thì mới đúng chứ. Đừng nói với tôi là bạn sẽ tắm cho Barbie bằng nước vệ sinh đó nha. Ôi tôi ơi, có vẻ chúng ta sẽ phải tận dụng thứ có sẵn vậy. Nó có tác dụng này. Tôi nghĩ chúng ta nên làm nước sạch trước khi làm Barbie sạch. Gớm quá. Khoan đã, tớ có ý tưởng rồi. Cô ấy định làm gì với mớ đất đó thế? Tớ cần gom đất lại và trộn nó với nước. Nhiêu đây chắc là đủ rồi. Khuấy lên một chút. Và một bồn tắm bùn đã sẵn sàng. Ôi, trông tuyệt vời quá. Tớ sẽ ngâm mình thử một chút. Nó thật là mềm và dễ chịu. Đó có phải là kẹo Skittle không? Một bồn tắm bùn ngọt ngào. Eo ơi, tôi sẽ không ăn tô ngũ cốc này đâu. Nhưng chúng ta không thể lãng phí được. Vì vậy tớ sẽ dùng nó làm mặt nạ cho Bobby. Đúng là một buổi spa toàn diện. Tôi cũng có thể dùng một bồn tắm bùn Skittle nữa. Lau hết mặt nạ ngũ cốc đi nào. Và Bobby trông hoàn toàn như mới vậy. Bạn đẹp thiệt đó. Mình chắc chắn việc sạch sẽ sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn. Chúc bạn ngủ ngon. Có phải đây là một cuộc chiến trong nhà tù hay không? À! Đó là Bobby chống lại các con gián. Cô ấy đang bị tấn công. Tránh xa tôi ra, những con côn trùng bẩn thỉu. Cố lên Bobby, chiến đấu, chiến đấu. Ngươi không thể đánh bại được ta đâu. Ta là vua của nhà tù này. Chìm đi nè. Hi-ya. Dễ như ăn bánh. Ai muốn đấu tiếp không nào? Hả? Bình tĩnh lại nè. Cậu nhìn quần áo của cậu đi. Wow. Nhìn xem mớ dụng cụ làm vệ sinh này đi. Tớ cần... Tìm ra rồi. Cái túi ni lông này để làm gì đấy? Mình sẽ tạo ra một thứ thú vị với túi ni lông này. Chỉ cần chỉnh sửa và thêm một chút thứ. Cậu đã sẵn sàng chưa? Tớ đã làm cho cậu một chiếc váy thật sang. Tớ nghĩ màu hồng sẽ hợp với cậu đó. Chỉ cần buộc cái nơ vào. Và chúng ta đã xong rồi. Chúng ta phải tổ chức một show thời trang cho bạn. Trải thảm đỏ ra. Giăng dây. Và đến giờ biểu diễn rồi. Tớ cảm thấy như một cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới vậy đó. Tớ thật là nổi tiếng. Cười lên. Tạo kiểu nào. Cảm ơn, cảm ơn. Không ổn, tôi cảm thấy sắp có tai nạn xảy ra. Hả? Kinh quá, thật là bẩn quá đi. Ôi không, lại là một thảm họa trên thảm đỏ sao? Ôi trời ơi không. Một miếng dầm và một cục phân. Thật là càng thêm rắc rối mà. May quá là tớ có một cái bơm để dễ dàng lấy miếng dầm ra. Còn việc xử lý cục phân thì chỉ cần một cái búng đơn giản là được. Bây giờ là đến đôi giày. Wow. Wow, có gì đang xảy ra với con bò đó vậy? Nó đang nhổ ra đất nặng nhiều màu sắc. Nó có thể tạo ra những dòng xoắn thật là đẹp. Cái này thất bại rồi. Tôi không muốn dùng nó. Ai thấy nấy được. Đất nặng này giờ là của tớ. Tớ có một ý tưởng. Đầu tiên tớ muốn bọc chân của Bobby với miếng ni lông. Sau đó cho đất nặng lên trên nó. Còn hay hơn nữa, chúng ta có thể biến nó thành một đôi giày cao gót với nhiều mặt đế. Giày cao gót đẹp quá. Để mình thêm một chút chi tiết nữa. Xong rồi đó. Với đôi giày cao gót chống phân này, bạn hoàn toàn có thể tỏa sáng trên thảm đỏ rồi. Bobby đang rất thích đôi giày mới của mình. Nhưng bây giờ là lúc để nghỉ ngơi rồi. Chờ chút, có vẻ như Bobby có một người bạn cùng giường. À, thật tội nghiệp cho bạn búp bê. Eo ơi, mau rời khỏi đây, còn dám kia. Chúng ta cần tìm cho bạn một cái giường mới. Một cái hộp bìa cứng. Tớ nghĩ tớ có thể dùng cái này. Tớ chỉ cần cắt một miếng từ bên cạnh ra thôi. Rồi tớ sẽ sơn màu tím đẹp lên nó. Nó đang trở nên thật tuyệt vời rồi. Bây giờ đến lượt đồ trang trí. Tớ muốn đặt những viên đá quý xung quanh đầu giường. Bạn sẽ cảm thấy như một nữ hoàng vậy. Một cái ga giường màu hồng. Một cái gối và một tấm chăn mềm mại nữa. Tường của bạn cũng cần được sửa sang lại nữa. Tớ biết rồi. Hãy thử phun sơn nha. Cứ như là một ngôi nhà trong mơ ở Malibu vậy. Xài hộp diêm để làm gì nhỉ? Tớ sẽ xếp một chồng hộp diêm lên. Rồi bọc nó bằng băng dính màu tím. Giống như cái giường của Bobby. Các hạt ngọc có thể làm tay cầm.
giống như một bộ tủ thật vậy. Thêm không gian để Barbie để đồ của cô ấy. Tớ yêu căn phòng mới của mình. Tớ xứng đáng được cảm thấy như một nữ hoàng vậy. Chúc ngủ ngon. Tớ làm căn phòng của cậu có tốt không? Tớ thích nó. Này, cô bây giờ còn đang làm trò gì nữa vậy? Đứng dậy và đi dọn nhà vệ sinh đi. Tớ đi đây. Scarlett đang rất không vui với công việc của mình. Nhanh lên, làm sạch nó đi. Alo, tôi đến đây rồi. Tiếp tục dọn vệ sinh đi. Blah, blah, blah. Ôi trời ơi, tớ xin lỗi, Barbie. Tớ không có ý định đẩy bạn đâu. Giờ tôi ướt cả rồi. Tớ rất xin lỗi. Để tớ sửa lại nha. Ừ, tớ biết rồi. Luôn có kho báu chờ để được đào lên từ trong thùng rác. Một cái bong bóng. Scarlett đang làm gì vậy? Tớ sẽ cắt bong bóng thành bộ đồ để cho Barbie mặc. Bạn có hào hứng không? Tớ đã làm cho bạn một bộ áo tắm. Trước là cái quần. Rồi đến phần trên. Tôi trông thật là tuyệt vời. Cái hũ bánh Pringles trống này cũng có thể có ích nữa. Ôi trời ơi, cái bánh mì này cũ đến mức nó bén như dao vậy. Nó có thể cắt cái hũ bánh Pringles làm đôi. Tớ sẽ sơn một nửa cái hũ Pringles bằng màu xanh. Câu trước đã hoàn thành. Tôi đi rồi đây. Wow, xem ra dọn nhà vệ sinh cũng xứng đáng chứ. Barbie giờ đã có thể tổ chức một buổi tiệc hồ bơi rồi. Yay, đi nào Barbie, chúng ta hãy tiệc tùng nào. Thế mới là sống chứ. Ôi kìa, đó có phải là Ken không? Ôi, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Cô ấy đẹp quá. Anh không thể để em ở trong tù được. Ken đã phá song sắt ư? Đúng là thứ mà bạn có thể làm vì tình yêu. Dường như đôi uyên ương sắp được giải phóng rồi. Này, có chuyện gì thế hả? Wow, có phải tôi đang chứng kiến hạnh phúc mãi mãi về sau không? Barbie, anh có thể hôn em được không? Được. Ngay cả anh cảnh sát cũng là một người cảm động trước tình yêu. Quá. Thật đúng là một câu chuyện tình yêu, có đúng không? Chắc chắn rồi, thật là lãng mạn.